bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Từ tối 22 đến sáng ngày 23 tháng 9, Nghệ An mưa lớn liên tục trên diện rộng. Tại thành phố Vinh, lượng mưa khiến nhiều cung đường ngập sâu trong nước. Một số nhà dân nước bắt đầu tràn vào. Từ sáng ngày 23 tháng 9, nhằm đảm bảo an toàn, các trường học tại thành phố Vinh hầu hết thông báo cho học sinh nghỉ học do mưa lớn, đường giao thông ngập nước. Có những địa điểm như đường đại lộ Lenin qua một số ngã tư ngập sâu khoảng 1 mét nước. Một số người điều khiển phương tiện vẫn cố gắng vượt đường ngập trông rất nguy hiểm. Một số ô tô đã phải nhờ tới cứu hộ giao thông vì ngập nước và chết máy. Tại khu vực đường ngập, vỉa hè cũng ngập, người dân bị bõm đẩy xe trên vỉa hè khi ngập nước sẽ chết máy. Đến gần 8 giờ sáng ngày 23 tháng 9, lượng mưa vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Các cung đường ở thành phố Vinh cũng đang đối diện với nguy cơ ngập sâu. Một số nhà dân bắt đầu nước tràn vào. Được biết, tại Nghệ An do ảnh hưởng từ bão số 4, nhiều ngày qua mưa lớn trên diện rộng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Chỉ trong vòng 2 ngày qua, đã có 3 người tử vong. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các địa phương. Cụ thể, văn bản hỏa tốc số 8176 ngày 22 tháng 9 của UBND tỉnh Nghệ An do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chung ký, ban hành, nêu rõ, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn tỉnh đã thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp, nhà ở, hạ tầng cơ sở. Đặc biệt, đã có thiệt hại về người. Nguyên nhân đều do đi qua các ngầm, tràn, qua đường có nước chảy xiết. Để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 4 gây ra. Đặc biệt, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trong thiên tai. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các công điện số 37 ngày 18 tháng 9 năm 2024, số 38 ngày 19 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh về việc ứng phó bão, mưa lũ. Bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ để kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, các đoạn đường, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Đồng thời, nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ đập, khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để tránh thiệt hại đáng tiếc về người. Kiên quyết di rời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt để bảo đảm an toàn về tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị lơ là, chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, mưa lũ, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và lực lượng có thẩm quyền trong công tác phòng chống thiên tai, mưa lũ. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu chủ quan, lơ là trong lãnh đạo, chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó dẫn tới thiệt hại lớn, nhất là về người. Ngày 22 tháng 9, Công ty Thủy điện Trị An đã có thông báo sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn lần đầu tiên trong năm nay, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 23 tháng 9. Lưu lượng nước xả qua tràn phụ thuộc vào mực nước đo được tại trạm Thủy văn Biên Hòa. Trường hợp mực nước ở hạ lưu sông Đồng Nai dưới mức báo động 1, Thủy điện Trị An sẽ xả lũ với lưu lượng từ 150 đến 300 mét khối trên giây, tua bin phát điện là 850 mét khối trên giây, tổng cộng từ 1.000 đến 1.150 mét khối trên giây. Nước sẽ đổ xuống vùng hạ du. Nếu mực nước ở hạ lưu trên mức báo động 1, thủy điện sẽ xả lũ dưới 150 mét khối trên giây, tua bin phát điện là 850 mét khối trên giây, tổng cộng khoảng 1.000 mét khối trên giây sẽ đổ xuống vùng hạ du. Cùng ngày, Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai thông báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai ở mức cao, nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, nước sông Đồng Nai tiếp tục lên, có khả năng đạt mức xấp xỉ báo động 3 là 113 mét. Tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước đỉnh chiều sáng ngày 22 tháng 9 đạt mức 1,95 mét, tương đương gần báo động 2. Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai cho biết, các vùng thấp ven sông nhiều địa phương tại Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập lụt và sạt lở. Người dân, ngành chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó nước dâng cao, hạn chế thiệt hại. Được biết, Hồ Thủy điện Trị An rộng 323 km2 là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam. Ngoài sản xuất cung cấp điện cho lưới quốc gia,
công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, điều tiết lũ cho vùng hạ du hệ thống sông Đồng Nai. Trước diễn biến xả lũ của Thủy điện Hòa Bình, Hà Nội đang chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp thủy lợi tập trung triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho hạ du. Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo quyết định số 740 của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ mực nước thượng hạ lưu hồ chứa Thủy điện Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình. Theo đó, lần lượt vào hồi 12 giờ, 13 giờ và 15 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2024, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở liên tiếp 3 cửa xả lũ hồ chứa Thủy điện Hòa Bình. Mực nước về hạ du sông Hồng hiện nay đang tăng dần. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Văn Quyến cho biết, để chủ động đảm bảo an toàn cho người dân, công trình và các hoạt động ven sông khi hồ Thủy điện Hòa Bình xả lũ, đơn vị đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp thủy lợi tập trung các biện pháp ứng phó. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, ra soát, đảm bảo an toàn các công trình đang thi công. Các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi, biết thông tin xả lũ hồ Thủy điện Hòa Bình để chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã và 4 doanh nghiệp thủy lợi tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội tại văn bản số 54 ngày 13 tháng 6 năm 2024 về việc đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa nước thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong mùa lũ năm 2024. Trước đó, 14 giờ ngày 19 tháng 9, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã đóng 2 cửa xả mặt, cũng là 2 cửa xả cuối cùng của doanh nghiệp này được vận hành trong đợt mưa lũ do bão số 3 vừa qua. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có công văn gửi 4 tỉnh thành phố gồm Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội đề nghị tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn vùng hạ du khi vận hành hồ chứa thủy điện Thác Bà. Trọng tâm là bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế trên sông, ven biển. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết nước sông Đồng Nai đang lên nhanh ở giữa mức báo động 2 và báo động 3. Nước sông dâng cao khiến nhiều địa phương ven sông thuộc tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ ngập, xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Lúc 7 giờ sáng ngày 22 tháng 9, mực nước tại trạm Tà Lài, thượng nguồn sông Đồng Nai ở mức 112,76m, trên báo động 2 là 0,26m. Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận trong năm nay. Dự báo trong 24 giờ tới, nước sông Đồng Nai tiếp tục lên, có khả năng đạt xấp xỉ mức báo động 3, tương đương 113m. Tại trạm Biên Hòa, hạ lưu sông Đồng Nai, mực nước đỉnh chiều sáng ngày 22 tháng 9 đạt mức 1,95m, gần báo động 2, báo động 2 là 2m. Nước sông Đồng Nai dâng cao khiến nhiều khu vực trũng thấp ven sông thuộc 6 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai, Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa, hai huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ bị ngập lụt do lũ, chiều cường ở hạ lưu. Ở các khu vực này còn có khả năng xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, suối. Trên sông La Ngà, những ngày qua mực nước biến đổi chậm, duy trì trên báo động 1. Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết tình hình mưa lũ trên sông Đồng Nai đang diễn biến phức tạp. Nguyên nhân do các địa phương đầu nguồn sông có mưa lớn, lịch xả lũ của các hồ thủy điện không thể dự báo trước. Người dân, ngành chức năng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có giải pháp ứng phó nước sông dâng cao, hạn chế thiệt hại. Căn cứ bản tin lũ của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai, mực nước hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Do đó, Công ty Thủy điện Trị An thông báo thực hiện vận hành hồ cắt giảm lũ cho hạ du vào lúc 10 giờ ngày 23 tháng 9 với 2 trường hợp. Trường hợp mực nước trạm Biên Hòa dưới 1,8m, tương đương mức báo động 1, Công ty Thủy điện Trị An sẽ xả nước qua đập tràn với lưu lượng 150-300m3 trên giây, nâng tổng lưu lượng nước xuống hạ du lên 1.000-1.150m3 trên giây. Trường hợp mực nước tại trạm Biên Hòa vượt báo động 1, công ty sẽ xả lũ qua tràn với lưu lượng từ 0-150m3 trên giây, tổng lưu lượng xuống hạ du đạt 850-1.000m3 trên giây. Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan biết để chỉ đạo, phối hợp, thông báo cho người dân vùng hạ du hồ chứa, chủ động có biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.
cảnh báo lũ quét ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ 11 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 9, khu vực các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như Quỳ Châu 78,4mm, Châu Hội Nghệ An 57mm, Xuân Khánh, Thanh Hóa 59,2mm, Trạm Tấu, Yên Bái 59,8mm, Sam Kha, Sơn La 57mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: Thanh Hóa, Nghệ An từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên có mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại một số nơi ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, khoảng đêm ngày 21 tháng 9 và sáng ngày 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, thời tiết ở Hà Nội chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22 đến 24 độ C. Về mưa, chiều tối ngày 21 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa rào và dông rải rác. Từ đêm ngày 21 tháng 9 đến đêm ngày 22 tháng 9, Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày 23 tháng 9, mưa rào và dông vài nơi. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi lớn hơn. Trong mưa dông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Về thủy văn, mực nước sông Bùi, sông Tích đang xuống chậm. Lúc 13 giờ ngày 21 tháng 9, mực nước trên sông Bùi tại trạm thủy văn Yên Duyệt, huyện Chương Mỹ ở mức 7,23 m. Trên báo động lũ cấp 3 là 23 cm. Sông Tích tại trạm thủy văn Vĩnh Phúc, huyện Quốc Oai là 8,29 m, trên báo động lũ cấp 3 là 29 cm. Do mưa lớn, mực nước các sông có xu hướng tăng, tốc độ lưu thoát lũ chậm, kéo dài thời gian ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông. Dự báo, vùng trũng thấp ven sông Bùi ở các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức còn ngập lụt từ 4 đến 6 ngày tới, sông Tích khoảng từ 3 đến 5 ngày. Ngoài ngập lụt dân cư, các huyện đề phòng nguy cơ xảy ra sự cố đê điều, đặc biệt là đê Hữu Bùi thuộc huyện Chương Mỹ và đê sông Tích thuộc huyện Quốc Oai. Cập nhật về tình hình ngập lụt, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 7 giờ sáng ngày 21 tháng 9, trên địa bàn thành phố còn 13.743 người phải sơ tán, tránh ngập lụt. Trong đó, huyện Chương Mỹ là 8.799 người, huyện Mỹ Đức là 3.491 người, huyện Quốc Oai là 944 người, huyện Ứng Hòa là 68 người. Để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt vượt khó khăn, các địa phương tiếp tục huy động và cấp phát nhu yếu phẩm thiết yếu, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm ngày 21 tháng 9 và sáng sớm ngày 22 tháng 9, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, ven biển cấp 4, cấp 5. Ngày 22 đến ngày 23 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Khu vực Hà Nội hai ngày 22 và 23 tháng 9 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độ C. Từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến đêm ngày 23 tháng 9, khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời tiết các khu vực đêm ngày 21 tháng 9 và ngày 22 tháng 9. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực vùng núi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C.
Vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thủ đô Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to, từ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, đêm có gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!